啊啊啊啊啊啊！不疼 <laughs> <佛塔>！啊啊啊啊啊啊！不 <laughs> 疼<佛塔>！啊啊啊啊啊啊！不 <laughs> 疼<佛塔>！啊啊啊啊啊啊！不 <laughs> 疼<佛塔>！<laughs> <佛塔> <laughs> của Long Xuân Công ta cũng rất tiếc Lập tức phái binh xuất chinh thành đại gia Tiếp tục chậm trễ Sẽ có nhiều người chết hơn nữa Thành trì sẽ bị công phá Không thể công phá thành được Không thể di thành đại gia Làm cho nơi này cũng gặp phải nguy hiểm Bố thơ ừ, Tuy đọc Ngài không thấy rằng Xuân Thu đau lòng như vậy hay sao chứ Đại ca Bình tĩnh đi đại ca Nếu có ai dám kháng lệnh đưa binh xuất chinh Ta chắc chắn sẽ xử theo quốc pháp Phụ thân 不疼。啊啊啊啊啊啊 Người tiên phong là thành chủ thành đại gia. Còn người thanh niên đó chính là di thử của Kim Sơn Thu. Bắt hắn lại. Dạ. <laughs> Tỷ phu, người hãy mau ra ngoài đi trong hai chúng ta nhất định phải có một người thoát ra ngoài. Binh sĩ mau rút lui, rút lui đi. Hãy mau rút lui đi, rút lui. Đại ca, bây giờ đệ phải lập tức tới thành đại gia, chính tay giết chết đại vương của bách tí, phải báo thù cho phụ thân của đệ. Xuân Thu, Sao huynh lại không hiểu tâm trạng của đệ chứ Huynh sẽ tự dẫn binh đi xuất chinh Để hãy ở lại đây Bình tĩnh lại Sau đó suy nghĩ đối sách đi Chưa làm tròn dạng bổn phận của di tử Làm sao để có thể hoàn thành đại nghiệp thống nhất tam hà nữa chứ Đệ phải đứng lên vị trí tiên phong Xuân Thu à Ta đã nói bất cứ ai cũng không được xuất chinh Xuân Thu Công, tại sao ngài có thể vì ân quán cá nhân của mình mà đòi dẫn binh xuất chinh được chứ? Lập tức tránh ra. Cho dù là ai nếu ngăn cản ta, ta sẽ giết chết hắn. Cái gì? Lập tức bắt giữ phạm nhân. Dạ, các ngài đúng là muốn chống lại mệnh lệnh của triều đình sao chúng tôi không phải muốn chống lại triều đình chúng tôi chỉ muốn chống lại kẻ cứ lấy triều đình lập lá chắn làm cái cớ để gây khó khăn cho chúng tôi với ngài đây xuân thu công chắc chắn ngài sẽ hối hận vì chuyện ngày hôm nay nếu như bây giờ không xuất chinh đi cứu thành đại gia thì ta sẽ càng hối hận hơn nữa giam tiền đồng công lại cho tới khi xuất chinh trở về dạ đã giúp bệ hạ có cấp báo tướng sĩ cho kim hữu tính thống lĩnh đã sắp tới nơi đây rồi đó cái gì kim phủ tính đưa binh tới sao sông lên! tấn công đi tấn công <laughs>

cổng thành sắp bị phá rồi. Tỷ phu, cổng thành của chúng ta đã sắp bị phá rồi đó. Chúng ta hãy chuẩn bị chiến đấu với kẻ địch trong thành đi. Để hãy chuẩn bị, rời khỏi thành mau đi. Quỳnh đang nói cái gì vậy? Để không thể hẹn nhát ra ngoài vì bản thân mình được. Để phải ở lại đây và cùng chiến đấu với Quỳnh. Quỳnh kêu để ra ngoài thành là để tìm diện binh. Quỳnh sẽ ở đây chờ đợi về. pháp mẫn hãy làm theo ý của thành chủ đi phu nhân hài tử đâu sao nàng lại ra đây chứ hài tử sinh ra trong một thế giới hỗn loạn chưa mở mắt ra thì nó đã rời khỏi thế gian rồi cái gì tỷ tỷ xin chàng đừng quá đau lòng hài tử có thể có lại được nhưng nếu thành đại gia bị mất thì rất khó lấy lại được. Pháp Mẫn Hãy đi tìm phụ thân và đại cử phụ đi. Tương lai của thành đại gia nằm trong tay của đệ đó. Tí tí à? Cổng thành đã bị công phá rồi ạ. À. Đệ Để mau đi đi thương thiên vừa quá lan đạo sẽ bảo vệ cho đệ phạm mẫn à thành chủ nói rất đúng đó tỷ phu đệ nhất định sẽ đưa viện binh tới đây cứu viện trước khi mà đệ trở về huynh nhất định phải bảo vệ thành đại gia và tỷ tỷ được ta hứa với đệ các tướng sĩ nhất định đứng vững chúng ta thề chết bảo vệ thành à, thiên quan cẩn thận có mai phục rồi còn một người cũng phải ra ngoài tìm diện binh tới đây để cứu thành đại gia chúng ta dạ!

法本，法本。 phá mở à không sao chứ để không sao tình hình ở thành đại gia rất nguy cấp phụ thân và đại cửu phụ đã tới đâu rồi vậy nghe nói thành đại gia nguy cấp nên quân đưa người tới trước ra khỏi đây trước đi à. À. À

thành chủ đại gia. Tuy ngươi còn rất trẻ tuổi, nhưng rất có khí phách. Quả nhiên, xứng là nữ tế của Kim Xuân Thu. Nếu như đầu hàng, ta sẽ tha chết cho ngươi. Đừng sỉ nhục tướng lĩnh của Tân La. Ta chỉ hận một nỗi. Không thể giữ thành đại gia và bách tính để rơi vào tay. Sơn tạc bách tế mà thôi. <laughs> lòng trung thành của ngươi còn quý trọng hơn tính mạng của thê tử sao ngươi không được chà đạp thanh danh của phụ thân ta thành chủ đại gia và bách tính tuyệt đối sẽ không quỳ lại bọn sơn tặc bắt tới các ngươi đâu <cười> 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 Phu Nhân, Phu Nhân sao nàng lại? Phu Nhân Thiếp xin chàng Hãy chiến đấu bảo vệ Danh nghĩa trung thần Tân La Có thể có được Thành chủ là vua quân tiếp chết không hối tiếc tiếp chỉ hy vọng duyên phận không kết thúc ở kiếp này sẽ sẽ tiếp tục ở kiếp sau phu nhân à phu nhân ta nhất định không phụ ý nguyện của phu nhân đâu

Uuuu <tries> quân chủ Tình hình thành đại gia thế nào rồi Thành đại gia Đã bị chiếm đóng rồi Hành chủ đại gia và binh sĩ chiến đấu tới cùng Đã bị tiêu diệt tất cả Cái gì Thác tỏa nhà pháp bảo như thế nào chứ Thành chủ phu dân đã dùng dao tự sát rồi pháp bẩn lan sớm đã thoát khỏi thành bây giờ đang được điều trị vết thương không thể nào không thể nào đâu chính mắt nhìn thấy ta mới tin được dạ sơn thu à sơn thu dạ đại ca để phải tới thành đại gia đệ phải tận mắt mình nhìn thấy thác tỏa chết đệ mới có thể tin được không được đâu xuân thu à bây giờ đi bọn chúng đã mai phục chờ đệ tới nếu như quỳnh không tránh ra thì đệ sẽ giết chết quỳnh xuân thu nếu bây giờ ngay cả đệ cũng vậy để quỳnh chết dưới kiếm của đệ đi <laughs> thành đại gia đã bị chiếm đóng thành chủ và binh sĩ đều bị tiêu diệt rồi triều đình đó là thành đại gia kiên cố sẽ không bị quản loạn tại sao lại bị chiếm đóng như vậy nghe nói gì thành chủ đại gia bảo chính dẫn tới binh sĩ bị quản loạn nên mới bại trận như vậy lần trước các khanh khen ngợi thành chủ đại gia là một người dũng mãnh bây giờ lại đánh giá là người chấp hành bảo chính như vậy làm sao có thể làm ta tin tưởng chúng khanh có khả năng chấp chính được chứ mẹ hả Thành chủ cổ quả Kim Hữu Tính đã hạ lệnh giam giữ ti đạp công ở nơi biên cương rồi ạ. À? Thần thấy lần này Kim Hữu Tính chống đối với triều đình, cũng có liên quan tới chuyện thành đại gia thất thủ đó. Binh bộ lệnh, lập tức tới thành cổ quả điều tra rõ tình hình đi. Cho dù là ai, chỉ cần có liên quan đến chuyện thành đại gia bị chiếm đóng, ta sẽ trừng phạt không thể dung tha được. kim hổ tinh có thể thoải mái ra trận như vậy sao hả ta tới để đây đi thi thể của long xuân công và phu phụ thành chủ đại gia xin hãy trả thi thể cho chúng tôi để tiến hành lễ an táng tuy lúc còn sống là kẻ thù chiến đấu với nhau nhưng trước vong hồn đã chết còn nói gì tới trung nghịch nữa chứ ta tin là đại dương sẽ rộng lòng để cho chúng tôi hoàn thành trọn vẹn đạo lý của người làm hài nhi phụ mẫu có đúng không ạ à? ta cũng sẽ an tán cho các binh sĩ của thành đại gia để an ủi cho vong hồ của họ thi thể của long xuân công chúng ta cũng sẽ trả lại cho các ngươi thôi nhưng mà thi thể của phu phụ thành chủ đại gia không thể trả được cái gì tại sao thành chủ đại gia vẫn chống lại bách tế tới cùng ta vì thể hiện quyền quy của dương tộc bách tế phải lấy thủ cấp của họ đem về thành sa vì ơn quán cá nhân với xuân thu mới làm như vậy sao kim xuân thu đã dùng cách hòa thân giả dối để dối gạt ta và triều đình bách tế bởi vì chuyện này cả đời ta không thể đồng cảm với nỗi đau tâm linh được đại dương nhất định là ngài sẽ phải hối hận ta nhất định phải lấy lại thành đại gia sau đó chiếm lấy thành sa để rửa nổi sỉ nhục ngày hôm nay ngươi hãy ghi nhớ lời của ta Long Xuân Đại Nhân Long Xuân Đại Nhân à Long Xuân Đại Nhân Tại sao nhân. như vậy chứ Long Xuân Đại Nhân à Long Xuân Đại Nhân à Long Xuân Đại Nhân, à. Xuân đại nhân. Sao người Long ra đi như vậy đại chứ nhân. Long Xuân Đại Nhân Long Xuân Đại Nhân Minh bộ lệnh đại nhân Đích thân tới có chuyện gì vậy Triều đình nghe nói là ngài hạ lệnh giam giữ tỷ đàm công chống lại mệnh lệnh triều đình xuất chiến thiết kỵ binh tấn công thành đại gia là sao ta chỉ chỉnh đốn dương mệnh triều đình bị uống công thôi muốn cứu bách tính và thành đại gia đang trong lúc nguy cấp vì muốn cứu ngoại sanh nữ giam giữ trung thần triều đình tự thông mình đưa quân ra trận là đại nghĩa của hữu tính công sao binh bộ lên long xuân công đã bỏ tính mạng của mình để cứu lấy những bách tính này ta cũng dẫn binh xuất chiến vì cứu lấy thành đại gia sao có thể cho là ta có tội được kia chứ lòng sư đại, đại nhân, nhân. lòng sư đại, đại nhân, nhân. lòng xuân, xuân, xuân đại nhân sư đại nhân tội của ngài hãy phân giải trước mặt đại dương bỏ binh ký xuống theo ta về từ La Phạt. Con về kiếm xuân thu, đợi sau khi an táng cho phụ thân xong, sẽ trừng phạt tội hình của ngày ấy sau. <laughs> ta đã nói gì? Ta đã nói, các ngươi nhất định phải hối hận. Kim Hữu Tính Tại sao canh lại giam giữ quan liêu triều đình đi thị sát biên cương? Tự ý đưa quân xuất chinh như vậy? Thành chủ và binh sĩ của thành đại gia đều là thần tử trung thành của đại dương. Nếu như không giúp họ để thành trì bị cướp đi, sau này còn có thành chủ và binh sĩ nào dám liều mạng mình để chống lại kẻ địch như vậy nữa chứ? Triều đình đã hạ mình lệnh sai lầm. Nếu như muốn khuất phục lòng trung thành của thần tử và bách tính vô tội, Thần, cho dù có thế nào Cũng sẽ chống lại triều đình này, Ở Ai người này Sao lại dám Chống lại, dám sao lại, dám làm làm như lại như triều đình như vậy Sao sao, sao lại, vậy chứ? lại dám làm những điều như vậy Nghe nói thành đại gia bị chiếm Là vì cuộc bạo chính của thành chủ Mới ra đông nổi như vậy kia mà Thành chủ đại gia Hám mê nữ sắc mới ra như vậy Ngài không được xỉ nhục ngày ấy Thành chủ đại gia Nếu là thành chủ thực hành bạo chính Binh sĩ và bách tính dưới tay ngài ấy sẽ không cùng thành chủ anh dũng chiến đấu đến chết như vậy đâu bất kể là tình hình thế nào trong lúc không hỗn loạn mà lại để mất thành là một thành chủ mà không làm hết chức trách còn nữa có nói thế nào vì lòng trung thành cũng vậy thì kim hữu tính ngài chống lại triều đình bắt giữ ta tự ý dẫn quân xuất chinh là đại tội làm lung lay khí thế triều đình không thể nào tha thứ được nếu ai cũng lấy lòng trung thành làm cớ dối gạt dương tộc và triều đình như vậy thì có khác gì so với âm mưu hành động phản nghịch nữa chứ không lẽ không biết mất đi thành đại gia không phải là vì thành chủ thành đại gia bất tài mà là gì sự chống đối và bất an của triều đình dẫn tới chuyện này hãy mở to mắt ra nhìn lại bản thân mình đi các ngài vì một chút quyền lực nắm giữ không được thì lôi kéo người vô tội vào chính bởi vì biệt tài du khống phản đối và tách biệt của các ngài các binh sĩ và bách tính trung thành ở biên cương mới phải rơi quyết lệ tử trận cho dù ta có bị xử phạt vì chống lại triều đình cũng không sao nhưng mà nhất định phải cứu sống bách tính tội nghiệp và binh sĩ trung thành đó trọng dụng để làm trụ cột quốc gia này mới được binh bộ lĩnh chắc khanh đã điều tra rõ chuyện kim hữu tính dẫn quân ra trận rồi xử quyết kim hữu tính như thế nào sẽ làm theo ý kiến của khanh đó theo như di thần thấy kim hữu tính tự ý ra trận cũng không có lỗi ạ à? thần thân là binh bộ lĩnh không điều tra rõ tường tận tình hình ở biên cương ra lệnh không được xuất chinh tất cả chuyện này đều là lỗi của bản thân thần và triều đình thần xin gánh trách nhiệm mất thành đại gia từ nay rút ra khỏi bộ binh xin người hãy cho phép chuyện này sao có thể là lỗi của binh bộ được là lỗi của ta không thể dẫn dắt triều đình không đưa ra quyết định đúng đắn tội trạng lần này của kim xuân thu và kim hữu tính không truy cứu nữa cứ như vậy đi nhưng mà kim xuân thu bị nghi ngờ đã âm thầm cấu kết với đại dương bách tế đừng ăn nói hàm hồ nữa thượng đại đẳng à nếu như xuân thu cấu kết với đại dương bách tế như vậy phụ thân và hài tử của khanh ấy sẽ không chết thảm ở xa trường như vậy triều đình sẽ cùng chuẩn bị đối sách lấy lại thành đại gia đề phòng quân bách tế tấn công chúng ta Lòng sư Công đã bảo vệ ta từ khi ta còn nhỏ. Người đã bảo vệ ta ra đi. Trong lòng ta cũng cảm thấy đau buồn vô cùng. Khanh phải chịu đựng chuyện này như thế nào đây? Xin người hãy thứ tội. Quỳnh ấy đã khóc la suốt mấy ngày nay rồi, không còn nhận ra ai nữa đâu à. Xin người hãy thứ tội cho Quỳnh ấy à. Nỗi đau mất đi phụ thân chưa qua đi Ngay cả nhi nữ của mình cũng ra đi Sao cậu có thể bình tĩnh được nữa Khanh hãy chăm sóc Cho Quỳnh ấy thật tốt đi Đừng để phải bị thương nữa cứ như vậy Bụi sợ quý đấy không tỉnh lại nữa Thì phải làm sao đi Xuân Thu đệ ấy giống là một người kiên cường Tới lúc cần thiết Đệ ấy sẽ tự mình thoát ra khỏi nỗi đau Mũi đừng lo lắng quá Ngài tưởng đây là đâu mà lại dám tới đây? Lập tức ra ngoài đi. Ta tới tới bãi người đã khuất. Ta tới không được hay sao hả? Ngài đúng là Pháp Mận. Lui xuống đi, Xuân Thu Công nếu cứ tiếp tục chống lại ta, sau này nhất định cũng sẽ đau khổ và cũng sẽ khó chịu vì những điều như vậy. Bất kể lúc nào cũng có thể liên thủ với ta. Vậy thì ta sẽ dẫn binh. Đi tìm bách tế để trả thù cho ngài. Hãy nhớ kỹ lời ta nói. Chuyện đó không cần tỷ Đàm công giúp đỡ đâu. Chính tay ta sẽ giết đại dược bách Tế, Báo thù cho đội tổ phụ và tỷ tỷ của ta. Đợi khi ta tìm bách tế báo thù xong, tỷ đàm công sẽ tới ngày hãy chuẩn bị đi. phụ thân Vì sai lầm của di tử Cho nên đã khiến cho thành đại gia bị công phá Phụ thân và thác tỏa Cả hai đã đều phải chết thê thảm dưới kiếm của bọn địch như vậy Đều là sai lầm lớn của con Ngay cả phụ mẫu và hài tử cũng không bảo vệ được Làm sao có thể đứng ra cứu giúp bách tính được nữa đây chứ? phản loạn trong triều đình của quốc gia này không thể dẹp yên được làm sao hoàn thành thống nhất tam hạ không thể trừng trị những kẻ địch tàn ác của triều đình này làm sao còn có thể chiến đấu với bọn bách tế để bảo vệ quốc gia này được dì tử thực sự cảm thấy bản thân mình không còn mặt mũi nhịp người nữa <laughs> phụ xuân thu à con người chỉ đến thế giới này một lần duy nhất mà thôi con muốn mình đau thương như vậy Đến khi nào mới chịu dứt đây Nếu con như vậy Buông bỏ đại nghĩa thống nhất tam hàng Vậy thì không có tư cách Làm nhi tử của ta Con muốn phụ lòng nhi nữ Anh dũng tự sát ở chiến trường Để bảo vệ danh tiết của con hay sao Nếu như con thật sự Không muốn phụ vong hồn Của những người đã chết Thì phải chiến đấu với những kẻ Phản đối đại nghĩa của con như vậy không phụ cái chết của phụ thân và hai tử của con phải kiên cường phải đứng dậy con phải đứng dậy phải đứng dậy Phụ thân 头疼，头疼，头疼，呃，头疼，啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 năm 642, sau khi thành đại gia của Tân La bị bách tế chiếm đóng, quyền cái Tô Giang của Cao Câu Lệ phản đối chính sách thực thi quà thân giới nhà đường của Dinh Lưu Thái Dương và Triều Đình. Dẫn đến thay đổi triệu chính, quyền cái Tô Giang tàn sát tất cả những quan liêu Triều Đình phái thân đường và giết chết Dinh Lưu Thái Dương. Quyền cái Tô Giang bảo vệ dân hậu bảo trường, tự mình đảm nhiệm chức vị Mạc Ly Chi, nắm giữ quyền lực lớn nhất người tài giỏi tranh luận quyền cái tô Văn đã có được quyền lực thực tế của triều đình cao câu lệ, không những là Tân La và Bách Tế. Ngay cả triều đường cũng chỉ có thể chúc mừng cao câu lệ là quốc gia có quân sự vững mạnh trong tình hình lúc đó. Quyền cái tô dân đã nổi dậy thay đổi chính trị cao câu lệ. Là một người tàn bạo dám giết chết quốc dương, công khai tuyên chiến với đại đường. Nếu như cao câu lệ và bách tế liên thủ cùng nhau tấn công thành ta ngang như vậy thì làm sao chúng ta có thể ngăn cản bọn chúng lại được đi? bởi vì chính sự cao câu, câu lệ thay đổi bách tế tấn công thành tản hạng cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn nhân lúc bách tế chưa manh động triều đình chúng ta phải nhanh chóng phải sứ giả hòa bình tới triều đình cao câu lệ để đàm phán hòa bình ạ à? nếu các khanh không còn cách nào khác ta sẽ phái sứ giả tới cao câu, câu lệ để đàm phán hòa bình hơn nữa ta phong cho kim hữu tính là quận chủ áp lương châu nắm giữ thiết kỵ binh phòng kẻ địch tấn công chúng ta để kim hữu tính thống lệnh một dạng thiết kỵ binh hạ lệnh cho ngoại quách áp lương về từ la phạt có thể gây nguy hiểm cho triều đình và dương tộc nếu cao câu lệ và bách tế liên thủ cùng nhau xuất binh đánh tân la chỉ dùng binh sĩ biên cương không thể phòng ngự được ta sẽ để thiết kỵ binh của kim hữu tính được phép ra trận xuất chinh chống lại mọi cuộc xâm chiếm của kẻ địch mong là các khanh tuân theo ý của ta ta đã tưởng các người học tập chăm chỉ sao lại tới đây xuân thu công hãy cố gắng lên sau khi chúng tôi trưởng thành sẽ lấy lại thành đại gia báo ân và làm theo ý muốn của long xuân công đã hy sinh vì bách tính chúng tôi người nhất định phải cố lên xuân, xuân thu, thu công, công cố, cố gắng lên, lên. đa tạ tâm ý của các người dành cho ta được rồi ta sẽ nghĩ tới tâm ý đáng quý của các ngươi, mà ta sẽ cố gắng phấn chấn lên. Quynh đã nói rồi mà, Xuân Thu nhất định sẽ phấn chấn trở lại thôi. Xuân Thu, khanh chứng chỉnh lại quả thật may mắn mà. Lần này đã giúp giả cho khanh rồi. Sau khi phòng bị thành ta ngang xong, sẽ lấy lại thành đại gia lấy đầu nghị từ để trả quán hận cho khanh bệ hả? làm như vậy chỉ thêm đổ máu mà thôi cho dù lấy lại thành đại gia phụ thân và nhi nữ của thần mãi mãi cũng không thể sống lại được à, xuân thu à sau khi di thần mất đi phụ thân và nhi nữ thần yêu nhất của mình cảm giác như trời sập xuống cả thế giới trở nên đen tối sống cũng không giống như là sống nữa các bác tính tam hàng cứ phải đau khổ sống trong tình hình chiến loạn như vậy. Nếu như không thể ngăn chặn chiến loạn lại, nỗi đau này sẽ tiếp tục. Đời đời kiếp kiếp vẫn không thể kết thúc. Đại dương bệ hạ, hãy cho di thần tới cao câu lệ. Di thần sẽ gặp quyền cái tội văn để tuyệt đối sách ngăn cản giải quyết. Chiến loạn thành tàn an giữa ba quốc gia trong Tam Hạng và đàm phán tương lai sau này của Tam Hạng. Ta không thể phái Khanh đi được. Nguyên cái Tô Văn đã giết chết cả quốc dương, nên ta không thể giao tính mạng của Khanh cho hắn được. Xuân Thu à, ta không muốn mất một vị quan thần như Khanh đâu. Đại dương vậy hả? Nếu như người thật sự quý di thần, hãy lấy tính mạng của thần để làm cái kia ngăn cản chiến loạn tam hạt đây mới là điều di thần mong muốn xin người hãy cho phép thần <laughs> quyền cái Tô văn đúng là một nhân vật tài giỏi chính tay tạo lập một triều đình làm quốc dương của cao câu lệ gần như là hắn ta trở thành con rối trong tay của mình vậy Ta nghe nói, nguyên cái tô dân khi ngủ, gối đầu lên chính thanh kiếm, mặc áo giáp, mở mắt ra ngủ. Nguyên <laughs> cái tô dân chắc cũng không lợi hại giống như tin đã đồn. Nếu ta là nguyên cái tô dân, sẽ quỷ diệt cả dương quốc và triều đình. Tự mình ngồi lên ngai vàng. <laughs> sao ngài tùy tiện nói những lời phản nghịch như vậy chứ ta chỉ lấy quyền cái tô dân làm ví dụ để nói đùa sao ngài lại tức giận như vậy hoàng liêu triều đình phải phân biệt rõ cái gì nên nói và không nên nói ngài nói đùa quá đáng rồi đó vậy thì yên xuyên công trung thành ngài muốn làm sứ giả tới cao câu lệ sao Yên xuyên công vào mấy năm trước đã chiếm thành thất trọng của cao câu lệ. Tới đó làm sứ giả. Thật hiếu kỳ nguyên cái tô văn sẽ làm gì? cái gì? hè được rồi, được rồi, được rồi. Đừng có nóng giận, hai vị hãy bình tĩnh lại. Nghĩ xem lần này người nào thích hợp để mà làm sứ giả đi qua cao câu lệ đàm phan Hả? Ừ. Đây chẳng khác nào câu chuyện đeo lục lạc len keng trong mèo không phải đề cử thì được hay sao <laughs> lần này đi tới đó không biết có thể xuống hoàng tuyền luôn không ai dám tự nguyện đi chứ hả xuân thu công tới cậu kiến người ạ à. chơi vào mời ngài vào không biết ngài tới đây có chuyện gì vậy ta tới nói với các chị hãy để cho ta làm sứ giả đi cao cầu lệ hả cái gì xuân thu công không phải quan triều đình tại sao tự muốn mình đi cao cầu lệ đại dân bệ hạ cho phép nếu như triều đình đồng ý sẽ phái ta làm sứ giả tới cao câu lệ trước kia ngài đã dẫn binh tấn công thành an phi của cao câu lệ Chắc chắn sẽ không được quyên cái tôi gian chào đón Không phải Tới đó để được quyên cái tôi gian chào đón Mà là đi ngăn cản chiến loạn của Bách Tế Và thỏa thuận hòa bình của Tam Hàn. Xuân Thu Công đưa ra danh phận đại nghĩa Nghĩ thế nào lại muốn thỏa thuận hòa bình Của Tam Hàn với tên nghịch tặc Dí quốc dương như quyên cái tô văn chứ Tự mình không ngồi lên ngai vàng vì đại nghĩa lật đổ triều đình sao có thể là nghịch tặc được. Khởi nghĩa vì đại nghĩa cũng là chuyện trung thần nên làm. Ta tin là tỷ đạp công vì muốn chấn hương Tân La đã bỏ nhiều công sức ra xây dựng triều đình như vậy. Cũng là vì chuyện này. <laughs> Nếu như Xuân Thu Công đã muốn hy sinh bản thân để đi vào miệng cọp như vậy, ai có thể ngăn cản lòng trung thành chứ? triều đình sẽ đồng lòng tán thành ý của ngài <laughs> vết thương có sao hay không chứ hơi nặng tay rồi à... Để không sao đâu mà nếu như bình thường để cố gắng luyện công một chút thì có thể sẽ giữ được thành đại gia rồi đệ sẽ không để cho kẻ địch cướp đi lãnh thổ của tân la một lần nào nữa rồi tại sao sau khi từ thành đại gia trở về quỳnh không tới tìm muội lần nào cả vậy khi muội chờ đợi pháp mẫn lan, trái tim nóng như bị lửa thiêu đốt vậy, chàng có biết không? Ta đã là bại tướng không thể giữ được thành đại gia, thì có mặt mũi gì mà tới gặp mặt muội? Muội nghe nói là quên đánh trận đã bị thương rồi, quên thực sự không sao chứ? <laughs> Hãy để muội xem đi. không sao đâu ta không sao tại sao pháp mẫn quỳnh lại bị thương nặng như vậy chứ vết thương trên người của ta đã khỏi rồi nhưng mà quỳnh không thể nào thoát khỏi được nỗi tự trách vì không cứu được tỷ tỷ và và tỷ phu của quỳnh nữa pháp mẫn lan à muội xin huynh đừng rời xa muội nữa mà có được không vậy <laughs> xin hãy bảo vệ muội đi muội rất lo sợ sẽ mất đi pháp mẫn lan đó huynh <laughs> cũng sẽ không thể nào để mất đi người mà huynh yêu thương Quỳnh nhất định sẽ bảo vệ cho muội. Lần này ta rời khỏi đây, không biết lúc nào mới có thể trở về được nữa. À, tại sao La Quân không bao giờ có được một ngày yên ổn vậy? Đúng là Bồ Tát không quan tâm chúng ta nữa. Hòa bình tam Hàn không phải con đường vừa xa vừa gian nan mà Bồ Tát hoàn thành mà chính là con người chúng ta. Sau đại pháp mẫn và nhân dân dấn cũng sẽ đi con đường của ta. Như tử nguyện ý, tiếp tục đi theo con đường của phụ thân đã đi ạ. <laughs> phụ thân, người tới cao câu lại là sự thật hay sao? Đúng như vậy, ta đi gặp quyền cái tổ chân để đạp phán hòa bình của tam hạ tuyệt đối không thể còn không thể để một mình phụ thân đi vào hang cọp như vậy được di tử tình nguyện đi theo người tới đó có dân dấn và phong nguyệt chủ đi cùng với ta là được rồi phụ thân à sao không để cho con đi theo mà để nhân dân đi theo làm gì con phải ở lại đây giúp đại cửu phụ bảo vệ an toàn cho đại dương bệ pH. hạ pháp mẫn à trước khi ta đi có chuyện phải căn dặn cho con con không được ra mặt chống đối tỷ đàm công nữa và cũng đừng tới kỷ diện đó làm gì nữa đại trưởng phu đắm chìm vào nữ sắc sẽ bỏ mất đi đại nghĩa con hãy nhớ lời của ta di tử xin hứa với người đại ca. Nếu để tới Bình Dương hai ngày sau vẫn không trở về thì có nghĩa là ta đã mất mạng rồi. Xuân Thu, huynh đệ chúng ta là một. Nếu đệ chết thì huynh cũng sẽ chết. Huynh sẽ không. Bỏ mặt đệ chết quan ủ như vậy. Nếu như đệ chết đi, huynh xin thề với thiên địa thần linh sẽ giết chết quyên cái tô văn tấn công vào thành tản hạng của Cao Câu Lệ. Nhất định phải hoàn thành hòa bình tam hàng, an toàn trở về. sứ giả của tân la kim xuân thu xin cầu kiến bệ hạ thần kim xuân thu phụng mệnh đại dương bệ hạ Tân La, tới đây để đề nghị thỏa hiệp qua bình tam hàng với triều đình. kẻ trung thành với tân la lại dâm tìm tới dương cung của cao câu lệ yêu cầu hòa bình hay sao hả ta phải lập tức lấy đầu của người để ta làm lễ vật tặng cho triều địch của tân la